Right. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đây Tôi Đây Trung. Ok, ngày hôm nay thì mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn chơi một tựa game, đó là tựa game Respawn trên Slate, ra tiếng Việt Nam ít là Điểm Đỏ. Đây là một tựa game cũng do Vinit và nhà phát triển DB Production phát triển. Mình cũng sẽ đưa hai link, một là link lưu trữ của mình và hai là link download trực tiếp. Link của mình sẽ là Respawn for Vinit v1.5.ra. Còn file ở trên web sẽ là respawn.zip. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào thư mục của nó. Đầu tiên là nvidia-control.dll Respawn.exe, đây là file chạy của em. Cái này là cái gì? File play.exe này. Sound.zat với 1 năm. File là unzip.exe. Bên mình sẽ chạy file chính là file respawn.exe. Mình xin giải thích đôi chút về game Respawn. Đây là một dạng game chiến đấu. Những vật phẩm trong game này có được là chúng ta sẽ phải nhặt. Và khi các bạn thoát game vô lại thì những vật phẩm sẽ bị biến mất và chúng ta phải nhặt lại từ đầu, vì đây là một game chiến đấu công bằng. Và các bạn không cần phải tạo tài khoản, và các bạn chỉ cần đặt tên thôi. Và giao diện của nó như sau. Chơi. Thử loa. Option. Tức là cài đặt đấy. Kiểm tra cập nhật. Thoát game. Bây giờ mình sẽ update này. Đó, chúng ta đang dùng bản mới nhất là 1.5. Bây giờ mình sẽ vô Stack Pickers. Ok. Các bạn có thể bấm file up, file down để làm to nhỏ nhạc ở main menu nhé. Bây giờ mình sẽ vào option và đặt tên. Ủa cái gì vậy? Ồ. Được các bạn nhé. Máy mình nó phát hiện ra virus hay sao? Rồi. Bây giờ mình sẽ vào game option. Là đặt set name, là chúng ta sẽ đặt tên nha. Đang tắt chiến đấu bằng control bên phải, tức là tùy thời chúng ta chiến đấu bằng control bên trái, nhưng mà cái này chúng ta có thể chiến đấu bằng control bên phải đây. Đang bật khi chúng ta Isaac sẽ hỏi. Đây là chọn speech mode, tức là chọn giữa ô tô và sapi. Quay lại, bây giờ mình sẽ vào set name. Mình sẽ đặt tên là DTD Trung. Enter. Rồi. Đây bây giờ start mode cho các bạn nghe. Auto. Sapify. Vậy mình sẽ chọn sang Sapify này. Options menu. Go. Set Sapi voice. Khi mà các bạn bật xong thì nó sẽ thêm một cái mục là set Sapi voice. Chọn Sapi voice. Mình sẽ vào đây. Microsoft and English United States. Microsoft. My dunk. Mint. My dunk. Minh Du. One. Anh 1. Anh 2. Bông 1. Bông 2. Han 1, Han 2 này. Scan soft eloquence. Rồi bây giờ mình chọn eloquence đi. Option menu. Go back. Set speech mode. Bây giờ mình chọn auto lại nha. Go back. Click. Rồi. Chúng ta bắt đầu. Lay. Connected. Plugged in. Battlefield. Red Spot. 3.5. Type changes. Use message. Rồi. Mình cân nhấn phím mở game như sau. F1. Kiểm tra người online. F2. Kiểm tra server đã chạy được bao nhiêu thời gian.
F3 kiểm tra tôi là fake. F4 kiểm tra gián trong ngày. F5 để tắt bật tính năng đọc chat. F6 để bật chế độ có thông báo có người online và offline. F7 để lùi tốc độ đọc của Safi. F8 để tăng tốc độ đọc của Safi. Đó, chưa hát kiểm tra máu. Chữ O kiểm tra các bao nhiêu bot trong map. Chữ Y ngắn để kiểm tra các bao nhiêu item trong map. Chữ U để kiểm tra bao nhiêu robot cốt trong map. Chữ T để kiểm tra các bao nhiêu người trên bản đồ. Chữ R để kiểm tra bao nhiêu mini trong map. V và E để quay hướng. Chữ F để kiểm tra chúng ta quay về hướng nào. Chữ S kiểm tra có bao nhiêu con robot với tính chất đang tới. Chữ M để kiểm tra bên cạnh bạn các vật phẩm gì. Chữ P để kiểm tra người nào bên cạnh bạn. Có một điều lưu ý với các bạn, game này sẽ không có tiếng pít pít. Chữ B bò để kiểm tra zone, chúng ta đang đứng ở map nào. Ở đây chỉ có một map duy nhất thôi nhé. Chữ C để kiểm tra vị trí. Từ số 1 cho tới dấu bằng sẽ tượng trưng cho những súng. Thì để mình tránh với cái bot ở đây nhé. Bình thường thì game sẽ có bot nha các bạn. Khi các bạn vào game thì game sẽ tặng sẵn cho bạn những đạn. Thì bạn phải cần nhận đạn nhé. Số 1 cú đấm. Số 2 là knife dao. Để mình cho bot máy okay. Mẹ này. Thì mình sửa xong. Một là cú đấm, hai là knife, là dao nhỏ. Asovo này thì mình không có dịch. Taser, cái này khi bạn bấm thì nó sẽ giật người khác. Mặc định các bạn có 10 viên để kiểm tra bạn bấm chữ A. Pistol, mặc định có 100 viên. Frame Rower, súng bắn lửa, mặc định bạn có 100 viên. MP5, mặc định các bạn cũng có 100 viên. Machine Gun, mặc định cũng 100 viên. Sniper, 100 viên. Grenade Launcher, 50 viên. Rocket Launcher, 5 viên. À, 10 viên. Và Cannon, là 5 viên. Dấu trên là dấu để nhập tin nhắn. Nhập xong Enter để gửi. Ok. Thì thật ra thì bây giờ mình đang làm video vào lúc 6 giờ 15 nên là không có ai. Ồ, mình hơi nhầm, 6 giờ 51 nhé. Okay. Các bạn bấm Tab để chọn những đồ mà chúng ta nhặt được. Tab để chọn những đồ chúng ta nhặt được và tiến. Shift Tab để lùi. Enter để sử dụng đồ. Như hiện tại mình đâu ai tầm nhé. Bây giờ mình sẽ tìm đồ mình nhặt. Đây, các bạn nghe tiếng đồ. Các bạn hãy đâm vào nó để nhặt. Ở đây nhặt đồ hơi vất vả tí. Đây, mình sẽ tắt đồ này. Tăng máu 1+1. Enter vào tăng máu. Đấy, nó tăng lên. Bấm chữ H này. Đó, chúng ta lên được 13.000 máu rồi. Mình đang hình như mình nghe được cái tiếng bot đâu. Đây, chúng ta sẽ enter vào robot để thả robot này. Rồi, khi mình thả ra mình sẽ bắn để cho nó vỡ. Đâu? Con rồng, à có con. Con này con gì nhỉ? Con này là cái con que. Sợ là các bạn nhìn lực bởi ho nhé. Ấu gì yếu xìu rồi trời. Đó, cái đàn trời này yếu quá. Đồng ca đàn bát phát chết luôn này. Khi các bạn bắn chết con bot, nó sẽ bung ra một cái để làm các bạn bị đứng im. Khi các bạn bắn chết một cái bot là các bạn phải tránh xa nó ra nha. Để không cho ta sẽ bị đứng im. Ủa con này không? Chết đi con đi chó.
Mày đã chết à? Unstyle. Ok. Con này đã đai. Ôi nhiều thế. Chúng ta là không bắn nhau với người mà chúng ta đang bắn nhau với bot các bạn. Nhiều vãi đái. Chúng ta ở càng lâu thì chúng ta sẽ càng phải chiến đấu nhé. Các bạn mà trong quá trình chơi game mà các bạn có việc bận và các bạn không thoát game thì các bạn có thể nhập AFK bằng cách là ấn một lần gạch trên để vào nhật tiến, xong bấm một lần trên nữa để xác định đó là lệnh, rồi nhập chữ AFK Enter. Đó, cho nó là AFK này các bạn. Đây là AFK. Đấy, con bot đứng im luôn. AFK là nó không xác định được con nào nữa. Đứng im. Sẽ mở ra. Qua đợi mình tí nhé. Đó, bây giờ sạch mở ra cũng nhập một cạnh như hệt nha. Đó, đi đi chúng nó quay trở lại. Đang tìm nhặt cái đồ. Nhặt cái đồ này hơi khó các bạn. Ok. Nhặt cái bom. À, mình đã có hai món đồ nhá. Mình có khá là nhiều đồ các bạn ơi, các bạn phải tự tìm hiểu. Ôi, mình hết đạn của Canon rồi. Mình sẽ lấy khẩu máy súng gần. Nhưng lúc các bạn sẽ nhặt được đạn đấy các bạn. Nếu các bạn hết đạn vào khẩu đó thì các bạn hãy chịu khó nhặt đồ. Bởi vì trong đồ có ammo. Ok. Ice tầm có ammo. Ồ, siêu. Món đồ rất là quý. Tăng lên. Đó. Bây giờ là có siêu. Ồ, ở đây có cái chắn các bạn. Đây. Mình đã tìm được một... Mình đã tìm được món đồ khá là quý hiếm. Chính là item rubber. Cái này ấy, các bạn sử dụng thì các bạn sẽ nhặt được rất là nhiều đồ. Món đồ này rất quý trong game nhá. Item rubber. Ok, các bạn nghe lại tên này. Đó, món đồ này rất là quý. Các bạn hãy cố săn lùng nó, sau đó dùng. Lưu ý, hãy dùng khi mà không có con bot nào, khi ít bot nhá. Nếu các bạn đang dùng và có bot nó đánh chết bạn ấy là mình sẽ mất không cái item rubber. À, cái tiếng bật là cái tiếng của cái mà bắn chung người khác nó sẽ bị đứng im ấy. May mình này kịp. Bây giờ mình sẽ đi thẳng lên trên để tìm một nơi nào đó thích hợp sử dụng item rubber. Cái demo của kênh YouTube của mình chính là âm thanh của item rubber đó các bạn. Mình lấy ra mình làm demo ở kênh rồi mình có ghét vài hiệu ứng nữa. Các bạn thấy demo ở kênh nào nhân tiện thì bình luận cho mình biết nhé. Vì mình đang đây Pokemon Locator là định vị Pokemon, cứ nhặt cho nó đủ item. Nếu các bạn mà có gì thắc mắc hoặc là muốn hiểu về game này thì các bạn hãy liên hệ với mình, với thông tin liên hệ mình để ở dưới phần mô tả nhé. Nó bảo là mình không có bọn Âu cho bom nào. Đây, có chỗ lên này, mình sẽ lên. Ờ, lên, lên, tới. Lên tiếp. Lên tới. Xong rồi lên tiếp. Lên tới tiếp, xong lại lên. Lên tiếp, lại lên. Rồi. Các bạn nghe vị trí. Đấy, con này rất thích hợp để dùng item rubber. Và chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng item rubber.
Mà mấy nó kịp các bạn ạ. Mẹ tiền sư của nó. May lấy kịp đồ. Trong quá trình chơi game mà các bạn muốn tăng giảm âm lượng của game, các bạn hãy bấm Home và End. Đây mình sẽ làm nhỏ này. Đó, bây giờ mình làm to lên này. À ok, mình sẽ làm to hết cỡ lên nha. Đây. Mình nhận được khá là nhiều đồ đấy. Cái poison dart này có dùng để thể có thể dùng để tăng máu nhá. Đây, mày sẽ uống nó vào. Poison dart là phóng vào người khác sẽ bị con máu dần dần. Đây mình sẽ dùng cái poison ring. Nó tăng máu. Đó, cái này có tác dụng tăng máu. Đây, mình tạo nó một rồi. Đây thì mình sẽ dùng tất cả những đồ trong ba lô này. Ồ, có hai con robot là này. Nhưng mà không có ai để giết. Con này thả ra để nó giết người chơi, nhưng hiện tại game không có người chơi nào. Vẫn còn một con robot nữa này. What the hell. Okay. Mình đã có đạn của Canon khi hồi nãy mình dùng item rubber nhé. Mình sẽ dùng cái file bow này. Đó. Mai bom này. Chạy thôi. Bây giờ mình sẽ dùng than bom này. Đó, nó bắt đầu nổ. Chạy thôi. Mà nghe nổ nha. Đây là bom mà văng nó sẽ có tiếng nổ. Đấy. Phải bom. Mình muốn bắn đổ chứ mình đâu có bắn bot đâu. Ủa có nhiều bot quá. Ủa con. Đến nhiều hướng thế này khó bắn. Mình thì mình hay có cái thói quen là quay hướng bằng nót. Các mũi tên là đồng nghĩa cho các hướng đi nha các bạn. Okay. Bây giờ boss rồi đấy nhá. Suicide bomb là bom tự tử. Này nổ là hơi to. Mình dùng cái suicide bomb này giết bot nhé. Dùng nó xong thì chạy. Ôi, mình bị nó bot nó giết. Đây là cái này, khi bạn dùng nó sẽ tự động tìm người khác qua đập vào nha. Cái này gài thì các bạn khi bắn chúng nó thì nó sẽ nổ này. Dưới gà cho mình bắn thử của nó nổ, các bạn nghe nhé. Cái nổ khá là hay. Đây. Đây mình sẽ xuống đây bắn đề phòng mình bị nổ chúng. Rồi, bắn này. Đó. Bắn nữa nha. Đấy.
Hai đồ rồi. Có hai món không dùng được. Bây giờ mình sẽ bắn tất cả nha, các súng xong AK nằm nó sẽ có tiếng này. Ok, lần chờ sẽ có tiếng này. Rồi lần chờ sẽ có tiếng này. Sniper. Sniper sẽ có tiếng này. Machine gun sẽ có tiếng này. MP5 sẽ có tiếng này. Súng lửa sẽ có súng này. Pistol sẽ có tiếng này. Bây giờ sẽ có cái tiếng này. Đây, mọi người nhé. Mình phải chờ một lúc nữa nha bạn. Đây, 1, 2, 3 bắn. Đấy. Unstoppable sẽ có tiếng này. Nice. Ok. Trân trọng cảm ơn đã xem video của mình. Chúc các bạn chơi game thành công. Và nếu có gì thắc mắc, đừng quên liên hệ với mình qua thông tin liên hệ Facebook và fanpage của mình. Mình đã để ra phần mô tả nhé. Có bot chơi tay không của nó. Ồ, chết luôn. Rồi, ok. Khi mà ai xét thì nó sẽ ấn Z. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay, hãy đừng quên like video, đăng ký kênh để nhận những video về game và những sản phẩm mới nhất của kênh mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và chơi game thành công. Đừng quên hãy liên hệ với mình với những phương thức liên lạc Facebook và fanpage mới để dưới phần mô tả. Cảm ơn và xin chào.